dọc hay cắt ngang mình xoay chuyển nó đều là thuận lợi hết. Còn mấy chị hay có thói quen bỏ chân xuống đây ngồi nè, cái tay mình thay vì nó theo dịch trục này thì nó thành trục này, thì thay vì mình cái thế đầu dò dọc thì nó thành cắt ngang, vậy thì cái xoay trở của mình nó không thuận lợi. Cho nên là anh chị cũng làm theo cái hướng tôi nói là cho bệnh nhân dọc theo cái trục của giường ha, tư thế khớp nào cũng vậy, thậm chí khớp vai phải thì ngồi vậy, nhưng mà khớp vai trái thì cũng cho ngồi vậy, có thể cho xoay chút xíu kiểu phải kiểu trái cũng vậy. Khỏi quay nữa đi, bạn quay hay bó tên kêu nó không có chuẩn mực, bó tên cũng kỳ nữa không. Rồi kiểu mình đặt như thế này, bắt đầu hôm nay thì mình sẽ làm quen với mấy cấu trúc gân cơ dây chằng, thì một cái khớp kiểu để mình xem bắt đầu một ở một cái khớp thì khớp nào nó cũng gần giống nhau. Cái đầu dò này có phân giải rất là cao cho nên độ xuyên thấu nó thấp, chỉ thấy những cái vùng xa nó rất là kém. Mình muốn khảo sát cái gì mình đưa nó về giữa màn hình bất cứ cấu trúc nào mình rồi focus ha. Có thể có nhiều focus nhưng mà tôi dùng một focus là chính, mình sẽ chuyển tới cái vị trí nào mà mình muốn xem, mình muốn xem tầng nào thì mình chuyển focus về vị trí đó. Focus ha, focus ở chỗ này rồi. Gen 2D thì các chị bằng cái nút 2D này thì nó là gen 2D ha. Gen từng phần là ở trên này, anh chị đừng có nên làm như vậy ha. Thì một số người hay có thói quen hay chuyển từng món món vậy là không có được ha. Thì hình nó sẽ rất là rõ chỗ đen chỗ trắng, nên mình muốn chuyển, mình muốn tăng gen sâu thì mình tăng theo cái hướng của nó, tức là toàn bộ theo một cái đường thẳng ha. Mình muốn thấp cũng giảm, giảm, tức là cái thanh này lúc nào cũng thẳng, có thể xéo qua xéo lại nhưng mà nó thẳng ha. Vậy thì mình thấy được cái gì đây? Xin lỗi anh chị, khớp nào thì nó cũng giống nhau, những cái cấu trúc của nó như vậy thì mình sẽ phân tích từ trong ra, nhận biết từ từ cho nó quen. Bắt đầu cái này là cái gì? Cái này là khe khớp ha. Giờ tôi nói trước, cái này là cái khe khớp kiểu đây. Tôi đang cắt ở bờ ngoài của khớp kiểu, thấy không? Thì cái phần phản âm dày màu trắng nè, cái đường màu trắng nè là gì mấy chị? Vỏ xương. Coi như là bề mặt xương ha. Coi như bề mặt xương, còn những cái mình thấy ở đây là gì? Xương. Bóng lưng. Dạ hết ha. Bóng lưng của cái xương, tất cả những cái gì ở đây thì không phân tích. Bắt đầu từ chỗ này là bề mặt xương. Thì cái đường màu đen mà viền trên mặt xương này là gì chị? Sụn. Sụn. Đó ha. Thì cái này là đầu dưới của xương cánh tay đây. Còn này là đầu trên của xương gì? Xương quay. Xương quay, bờ ngoài xương quay. Xương quay. Vị trí đó, nhưng mà bờ trong thì này là xương trụ. Rồi. Thì cái này màu đen này cũng là cái gì? Xương khớp. Các chị nhận biết cái này là cái sụn khớp. Nó phản âm kém. Nó khác với dịch trong khớp. Không có nhầm gì lẫn. Ca nào vô siêu âm khớp cũng ghi là ít dịch trong khớp hay dịch trong khớp. Người ta rất là khó. Cái người điều trị á, đàng hoàng á, người ta sẽ thấy khó. Còn người điều trị mà muốn có cái gì đó để cho to thì người ta thấy là hay. Cho nên là mình phải rõ, tức là người ta chỉ định mình siêu âm cái khớp đó không phải là mục đích là lúc nào mình cũng phải nói là có bệnh, mà là có, không là không. Nhiều khi người ta muốn mình loại trừ. Cho nên mình cứ thấy về ghi ít dịch trong khớp khổ nha. Nhất là trẻ em. Ở trẻ em thì cái sụn tiếp hợp này rất là lớn. Cái sụn này nó rất là nhiều, càng nhìn giống dịch hơn nữa, phản âm nó càng trống hơn nữa, nên phải lưu ý. Cái này là cái khe khớp ở đây, cái khe khớp ở đây. Nếu có tụ dịch thì nó phải vô cái khe này, thấy không? Nếu có tụ dịch nó phải ở cái khe này. Bây giờ không có tụ dịch đó, thì cái khe này là cái phần phản âm dày này nè, là cái mô liên kết của khớp thôi. Cái này cũng không phải là sụn tiếp hợp, không phải là sụn chêm giống như là cốt gối, thấy không? Cái này chỉ là cái mô mở hay mô liên kết gì đó thôi. Thì mình thấy là ở đây là rồi sụn rồi, ngoài cái lớp sụn nữa thì sẽ tới cái gì? Sụn rồi thì tới cái gì? Cân. Cân. Sụn rồi phải tới khoang khớp. Khoang khớp là khoang ảo, trường hợp này là nó mất rồi ha. Vậy thì cái đường phản âm dày ở trên mặt ở trên này là cái gì?
hình dung được à, nó là bao khớp. Vậy thì nếu mà tổn thương của màng hoạt dịch hay là bao khớp, nó sẽ thấy được tổn thương ở trên cái phía trước của cái sụn đó. Được chưa? Rồi ra ngoài nữa thì tới cơ. Tới gì đây? À, mở dưới da rồi tới da. Thì theo cấu trúc lớp, từ ngoài da vào tới cái khớp thì khớp nào cũng giống nhau vậy thôi. Mỗi khớp nó chỉ khác nhau tí xíu thôi. Số đặc điểm riêng của nó. Rồi. Vậy thì mình nhận biết được một cái khớp ha. Tiếp đó là mình sẽ nhận biết các cái gân. Tôi lấy một cái gân để các anh chị xem. Bắt đầu từ chỗ này đi. Anh chị thấy cấu trúc này nó, đây là cơ rồi đúng không? Cái này nè, cái đường khoảng như vậy nè, cái này là gì? Gân. À, cấu trúc này theo mấy anh chị học thì nó là gì? Có khả năng là gì? Gân. Gân dây chằng. Rồi. Anh chị học bài siêu âm khớp hiểu trên lý thuyết chưa? Chưa. Thì bài siêu âm khớp hiểu thì bác sĩ Thích Phúc sẽ hướng dẫn cho rất là nhiều chi tiết sâu xa trong đó. Nhưng tôi hướng dẫn về thực hành bữa nay chủ yếu là mình nhận biết cái cấu trúc gân cơ với những cấu trúc tự nhiên của nó, với lại một số cái bệnh đặc biệt thôi của khớp hiểu. Thì vậy thì chúng ta thấy là chúng ta đặt một cái đầu dò, đặt đầu dò vào vị trí này thôi, chúng ta đã đủ nói được là khớp hiểu này có tụ dịch trong khớp không, có viêm mô hoặc dịch không, có tổn thương sụn xương gì không, thấy không? Và những cái đó trả lời được rồi. Xong mình sẽ xem thêm cái này. Cái thứ hai là cái này là gân duỗi chung. Gân duỗi này cái chỗ mà cái xương nhô lên tí này nè, là lồi cầu ngoài của xương cánh tay. Lồi cầu ngoài của xương cánh tay. Thì cái gân mà nó bám vào lồi cầu ngoài xương cánh tay này là gân duỗi chung. Thì gân duỗi này nó tổn thương là nó trong cái bệnh gì các chị? À, chúng ta hay gặp cái chẩn đoán là viêm lồi cầu ngoài. Thật sự ra cái xương nó đâu có bị viêm gì đâu. Cái xương nó đâu bị viêm, đâu phải bệnh viêm xương. Lồi cầu ngoài là cái xương rồi. Bệnh hội chứng tennis là cái cơ bản, bản chất của nó là tổn thương của cái sợi gân này. Cái sợi gân này nó tổn thương, nó có thể rách những cái thớ sợi nhỏ trong đó, chưa thành cái đường rách rõ, thì nó thành ra là cấu trúc là nó sẽ sưng vùng cái vùng gân này lên. Thì lúc đó mình sẽ chẩn đoán là cái phù nề của cái gân này để chẩn đoán hội chứng tennis. Thì cái gân á, thường thường người ta có thói quen, người ta sẽ xem gân đó bằng bờ ngoài co tay đó. Chị thấy nè, người ta hay rờ vào chỗ này đau, hay cái chỗ lồi cầu ngoài nè. Thì các chị đặt cái đầu dò vào lồi cầu ngoài thì chị sẽ thấy cái gân đó. Vậy thấy không? Nhưng mà cái tư thế này á, thì tôi không có dùng, không có dùng hàng ngày. Tại lý do là sao? Lý do là cái đặt cái đầu dò vào đây thì cái xương nó nằm sát vào da đây. Và cái vị trí này, cái hình ảnh của một cái cấu trúc mà nằm sát đầu dò thế này thì độ phân giải nó rất là kém. Mà mình khảo sát rất khó. Vẫn có thể thấy được đây. Thì người ta hay đặt đầu dò vào ngay chỗ lồi cầu ngoài để ta xem cái gân này nó sưng hay không. Nhưng mà tôi thì thay vì tôi nhìn vào cái lồi cầu ngoài này, nhưng mà tôi không nhìn trực tiếp như thế này. Tôi chỉ các chị nhìn gián tiếp, nhìn từ phía trước vào. Tức là cũng là cái vùng đó, nhưng mà mình đưa nó vào xa, nó thông qua một lớp cơ rồi mới thấy nó. Nó sẽ vào đúng cái trung tâm của cái mặt này. Được chưa? Tức là mình nhìn như thế này thì mình nhìn trực tiếp. Qua thế này, qua hướng này thì mình nhìn gián tiếp qua một lớp cơ rồi mới tới nó. Vậy thì cái hình ảnh nó sẽ rõ ràng hơn đây. Chị thấy không? Vậy thì mình thấy là ở đây là lồi cầu ngoài đây. Mình quét lên cao là lồi cầu ngoài. Quét xuống thấp chút xíu. Chị thấy hình ảnh của cái phản âm kém này nè, là cái đầu gân. Nhưng mà tại sao đầu gân phản âm kém? Do cái tư thế của đầu dò ha? Do tư thế của đầu dò. Thì nhờ cái cấu trúc phản âm kém, hình ảnh nó cũng khá đặc trưng như thế này nè. Mình nhận biết ngay. Cái này là cái hõm xương nè. Một cái gân nó đúng vào cái hõm này nè, là chính là cái đầu gân duỗi. Chỗ mà nó gần chỗ bám vào lồi cầu ngoài. Thì những anh em chơi tennis, chơi cầu lông, hay là những thợ sửa xe, người ta vận động rất là nhiều cái gân duỗi đó. Thì đều có cái biểu hiện của cái gân này nó phù. Thì nó phù nó sẽ như thế nào? Nó phù nó sẽ phản âm kém hơn. Và nó to hơn bình thường. Bình thường thì tôi thấy đa số mọi người
là bình thường nó trong khoảng chừng 8 nhân cho 4 là lớn rồi. Bây giờ mình có thể đo trường hợp này này lên tới mười mấy rồi. Có bị đau hay đau trường này có lần nào đau không? Có chơi thể thao gì không? À. Cái gân như vậy là nó đã hơi to hơn bình thường rồi đó. Khi mà bệnh nhân than đau cái vùng lồi cầu ngoài, các chị đo thấy cái gân nó như thế này thì anh chị có thể chẩn đoán dễ dàng mọi chứng tan nhít. Trường hợp này là đã có rồi đó. Kích thước là 12 x 6, bình thường nó rất là nhỏ, khoảng chừng 8 nhân cho 4 thôi. Bác sĩ Châu sang tảo lên đi. Thế sao so sánh khác là mấy chị cái này thì giác cơ bỏ không nổi cho nên là chắc không có đánh không lâu rồi nên vậy mới so được ha. À, anh chị thấy không? À. Anh bấm nút free này. À. Tăng cho tay giấy. À, anh chị thấy không? Giữa cái của anh đây là 12 nhân cho 6 mấy ha. 62, còn của bác sĩ Châu đây à, có 8 thì 8 mấy vậy đó, nó cỡ vậy thôi. Thì người bình thường thì nó cỡ tầm này chưa được 4 nữa à, 3 mấy, 300 mấy. Vậy thì bình thường nó cỡ tầm vậy thôi. Còn khi nó to thế này mình cũng đoán được. Đó là nó to về mặt kích thước thôi. Còn về mặt cấu trúc á, mình sẽ thấy nó phản âm kém. Nặng hơn nữa nó sẽ có những cái chấm, những cái chấm phản âm kém hơn, phản âm gần như trống trong đó, tức là có nghĩa là nó có xuất huyết, nó tổn thương mức độ nhẹ thì mình thấy cái phản âm kém thôi, nặng hơn tí mình thấy nó có xuất huyết trong đó, nặng hơn nữa là rách gân sẽ thấy cái đường rách giống như là mình siêu âm khớp vai vậy đó, giống như cái rách gân trên gai này kia đó, rồi lâu dài nó sẽ có bôi máy chỗ đó. Vậy thì mình nhìn vô đó mình chẩn đoán rất là nhanh chóng. Thay vì lâm sàng mấy anh rời đây đau ấn ấn đau mình chẳng đoán là chúng ta nét thì đúng rồi, nhưng mà mấy anh đâu có biết được là ca này có một chuyện gì khác không, viêm khớp không, hay là có lý do gì khác nó đau chỗ đó, hoặc là dựa vào siêu âm này chúng ta sẽ nghĩ là bệnh đó và xác định được có bệnh đó bằng hình ảnh, thì cái người ta sẽ bệnh nhân người bệnh sẽ rất là tin và tuân thủ cái điều trị tốt, cho nên cái giá trị nằm trong đó rồi. Vậy thì các anh chị sẽ luyện làm sao để khi mà muốn khảo sát cái gân đó, giờ tôi cắt trên cắt dọc đây, tôi đặt đầu dò ở cái đường khe khớp bờ ngoài nè, quét ra ngoài một tí là bắt đầu thấy cái gân đó, chỗ đó chỗ bấm vào lồi cầu ngoài ha. Các anh chị sẽ khảo sát được cái gân đó theo hướng cắt dọc và cắt ngang, và anh chị sẽ thay đổi hướng đầu dò để cho sau mà cái gân mình cần khảo sát đó, thì mình sẽ thấy nó là phản âm dày. Nếu để xéo xéo chút xíu thì anh chị thấy toàn bộ phản âm kém à. Rồi nó là cắt dọc hay là cắt ngang ha, xây đầu dò cắt ngang lại để tìm cái hình ảnh đặc trưng của nó đây, giống như vậy thì quen rồi thì nó dễ lắm ha. À, tiếp theo coi là ở vùng lồi cầu trong, lồi cầu trong thì nó không có loại chứng tan nít, nhưng mà cái cơ chế của cái bệnh nó cũng giống vậy, cái vận động quá nhiều của cái kiểu ở ngoài thì gân duỗi, trong thì là gân gấp, thì nó nếu mà vận động nhiều nó cũng có thể hay gì đau lồi cầu ngoài họ đau lồi cầu trong. Một số người khác thì có thói quen để làm việc để tay về lên bàn nè, cho nên cái lồi cầu trong nó đặt trên bàn. Sao chỗ này mấy chị hay bị rối, ở ngoài này thì anh chị đặt có thể tìm được lồi cầu ngoài dễ dàng nha, nhưng mà trong này các chị tìm hoài không ra lồi cầu trong, tìm ra tôi đi chỉ cho các chị một cái kinh nghiệm cũng dễ, thì quét về bờ trong nha, quét bờ trong anh chị sẽ thấy được hai cái chỗ nhô xương nè nha, cái nhô xương nhọn chỗ này bỏ cái này, thì cái này chính là lồi cầu trong. Khi các chị cắt ngay cái lồi cầu trong, các chị thấy một cái phần phản âm kém sát bên mặt xương nè, cái mặt xương không?
phần phản ứng kém này đúng không? Còn phản ứng kém này nó hơi giống với cái phần này đúng không? Nó chính là cái gân duỗi ở gân gấp chỗ lồi cột trong, được chưa? Thì cái này là hình cắt ngang, anh chị có thể cắt dọc lại để khảo sát cái gân đó dọc. Đấy, cái gân bám vào không? Rồi dễ dàng nha. Rồi, đây cái gân bám vào lồi cột trong đây. Nếu nó tổn thương nó sẽ phù cái này lên. Trường hợp này về là bình thường nè. Khi mà về chưa đo kích thước gì hết á, các anh chị nhìn thấy nếu như nó có bệnh á, chỗ này nó có phù này nó sẽ phù luôn cái mô xung quanh lên. Cái mô xung quanh bình thường các anh chị thấy cấu trúc lớp, cấu trúc sợi nó bình thường vậy. Khi nào chỗ này nó sưng thì nó sẽ phù luôn cái mô xung quanh lên. Cho nên dấu hiệu gián tiếp. Còn về kích thước á, thì bình thường cái này nó hơi nhỏ hơn gân này một tí. Khi mà nó viêm nó cũng tầm khoảng chừng 10 x 5 là trở lên là cũng là đã là có thể cho nó viêm rồi. Bình thường các chị thấy nó rất nhỏ đây. Chị đo thử, tôi đo thử các chị xem. Chị đo cái phần phản âm kém nha. Phản âm kém ngay chỗ cái gân ngay mặt xương đó. Đây. Ví dụ. Đó. Đây, thấy không? Cái chừng 8 nhìn cho mấy 2 3 vậy thôi. Bình thường nó cũng cỡ tầm đó. Đó là hai cái gân mà hai gân này nó chiếm hết rồi, khoảng 80% trường hợp bệnh nhân đã đi khám về cái kiểu này. Cho nên là thấy chỉ định siêu âm khớp hiểu ăn rất là ngon. Vô chọc liền. Để đúng cái điểm đau. Quay qua quay lại một cái là xong ha. Nhưng mà mình phải loại trừ những cái chuyện khác đi kèm theo nó. Rồi. Đó là gân khớp rồi gân rồi. Giờ tới gì nữa anh chị? Dây chằn thì các cái dây chằn này rất là nhỏ, chị chưa học được đâu. Dây chằn nó kiểu rất là nhỏ. Giờ tới thần kinh. Còn cái gân còn một cái gân này. Còn giờ. Tại vì mình có rất nhiều tư thế, mà tư thế nào mình thuận lợi để mình làm nha. Này phía sau này là cái gì anh chị? Một không hiểu thì có cơ gì bấm vào đây. Cơ tam đầu. Một cơ rất là lớn. Thấy không? Này là gì? Gân sụn. Móng kiểu. Móng kiểu. Thế này là gân tam đầu. Giờ tay hướng này. Vậy nó thường lợi. Bác sĩ đẩy tay về vậy được ha. Đó. Thì các anh chị thấy cái này là một cái đặc trưng của gân là nó như thế này, từ trên xuống nó thẳng thì nó phản âm dày đây, thấy không? Tới chỗ này nó cong lại nó phản âm kém. Vậy mình muốn xem chỗ này phản âm kém này bệnh hay không thì mình phải bật đầu dò để cho thành ngay chỗ đó nó cũng vuông góc luôn. Thì nó thành ra phản âm gì? Dày. Vậy thì trường hợp này phản âm kém đó là giả. Phản âm dày là thật. Thì gân như vậy là bình thường. Được chưa? Rồi các anh chị lúc học giải phẫu các anh chị cũng sẽ lưu ý, học khớp này các anh chị lưu ý ở chỗ này nó có một cái bao hoạt dịch, một cái túi hoạt dịch. Nó có một số trường hợp nó viêm của túi hoạt dịch đó thôi, trong khoảng viêm cái gân này. Cho nên các anh chị lâm sàng phải chẩn đoán được. Các chị biết đau chỗ này có thể là nó do cái gân này, cũng có thể do túi hoạt dịch này, cũng có thể là do cái xương này ha. Rồi mình dùng siêu âm mình đã phân biệt những cái chuyện đó. Đây là một cái rất là điển hình của một cái gân gân nói chung. Gân này cũng tương đương kích thước với lại gân trên gai, ngày mai mình sẽ học. Rồi, cái này là cái bờ ngoài, đúng không? Cái bờ này là ngoài, đúng không? Các anh chị nhớ là cho dù mình xoay như thế nào, mình cũng phải nhớ tư thế chuẩn của giải phẫu. Tư thế chuẩn quy ước của giải phẫu là tư thế đứng và cái tay duỗi thẳng và dang cái ngón cái ra ngoài. Cho nên phía bên ngón cái lúc nào cũng là ngoài. Đó. Cho dù các anh chị xoay thế nào để khám thì nó vẫn là ngoài, đúng không? Đó là quy ước thì phải làm cho giống. Thì mình xem bờ ngoài mình thấy gì? Mình thấy cái nãy mình thấy là cái lồi cầu ngoài này. Cái phía sau này là mỏng kiểu nè. Thì cái này cũng là thấy được khe khớp. Bó cơ và khe khớp. Cắt dọc lại để mình xem khe khớp đây. Thì thấy không? Một số trường hợp ở phía trước mình thấy dịch ít. Mình cho thế này thì mình thấy dịch nó nhiều hơn. Để mình khảo sát thôi. Còn bình thường thì chỗ này phản âm dày là chắc chắn không có dịch rồi. Nếu có dịch nó sẽ xen vô chỗ này, nó đẩy cái này ra. Rồi. Cái đó là bên ngoài chẳng có giải phẫu gì quan trọng, nhưng mà bờ trong thì nó có cái gì? Mình sẽ thấy đây, mỏng khỉu đây,
đây là lồi cầu trong đây, có một cấu trúc oval đây, cái gì đây, thần tinh trụ, à đó chính là thần tinh trụ ha. Thì mình có thể theo đó để mình khảo sát dọc theo nó, vậy thấy không, đi ra xuống dưới thẳng tay nè, ra đây thì cấu trúc rõ ràng của sợi thần kinh ha. Một sợi thần kinh nó có dạng tổ ong đây ha, rất rõ ràng. Có thể mình theo nó mình khảo sát lên trên cũng được, nhưng mà tư thế này khảo sát lên trên không thuận lợi. Thì các chị khi khảo sát thấy được cái thần kinh trụ rồi, à, mình có thể xem được kích thước của nó, cấu trúc của nó, à, vị trí của nó để mình chẩn đoán. Vậy thì thế này để mình xem thần kinh trụ, thế khác đặt lại như thế này thì mình cũng phải định vị được các khớp xương tiếp. Cái này là phía sau nè, phía sau là tương ứng với phần này của đầu giò nè, mõm khỉu, lồi cầu trong, thấy chưa, thấy thần kinh trụ không? Thần kinh trụ thì bình thường nó nằm tựa tựa trên cái kế lồi cầu trong nè, nhưng mà trong cái hõm này cho duỗi tay thẳng ra hết bớt kinh. Chị thấy mõm khỉu đây, lồi cầu trong đây, thần kinh trụ đây, thấy chưa? Rồi tôi sẽ cho vận động, cho từ từ gấp lại. Lúc mà người ta vận động cái đầu giò mình hay bị trượt, các anh chị phải nhúc nhích để điều chỉnh cái tư thế làm sao để giữ được cái hình của mõm khỉu và cái lồi cầu trong, để mình xem cái tương quan của nó. Giờ cho gấp hết mức, gấp hết mức á, thì mình các anh chị thấy có thấy thần kinh trụ nó nằm ra hơi ngoài da hơn không, trong khi đó cái mõm khỉu nó nằm sâu hơn. Bình thường thì thần kinh trụ nằm trong này đúng không, tới đây thì vẫn chưa có lại gì, nhưng mà nếu khi gấp như vậy mà cái thần kinh trụ nó chạy ra đây nó nằm á, thì là cái chuyện hội chứng mất vững thần kinh trụ hay là bán chật ha? Tức là bất thường vị trí. Những trường hợp mà có cái hiện tượng đó, thường thường cái thần kinh trụ chỗ này nó phù nè, nó to nó nhiều, tức là bệnh thần kinh, bệnh cái dây thần kinh. Rồi chị lưu ý cho nó ha, là co duỗi nè, thần kinh trụ nó vẫn nằm trong cái khoang đó coi như bình thường, được chưa? Rồi các chị, tôi cũng tiếp tục tôi lần ra để chị xem cho làm quen với cấu trúc dây thần kinh ha. Đây, lần xuống đây, chị thấy dây thần kinh không? Thì hôm nay là ngày đầu tiên làm quen máy, với lại luyện các cái kỹ năng, các chị phải luyện được các kỹ năng đó. Khi mình thấy được một cấu trúc đó, mình có thể lần theo nó được. Hai nữa, khi mình thấy trên mặt cắt ngang, mình có thể chuyển thành cắt dọc được, mà không có mất hình ảnh, để mình khảo sát một cấu trúc lúc nào cũng là cắt ngang và cắt dọc, phải không? Thì trong lý thuyết mình biết rồi, cái thần kinh, dây thần kinh á, cái đoạn trong cơ thì có vẻ như nó phản âm dày rồi, chưa? Mà xung quanh là cơ phản âm kém thì nó phản âm dày đây. Rồi, còn trong cái đoạn khớp á, thường thường nó có phản âm nó dạng kém, tại vì xung quanh nó đều phản âm dày hơn, ha. Nó có vẻ như phản âm kém. Chị thấy không? Ra tới đây thì nó phản âm dày. Kích thước nó thì đều, thay đổi không có nhiều trong quá trình mình quét. Ví dụ thần kinh giữa cũng vậy, à đây thần kinh giữa đây, thấy cấu trúc có khác gì không? Rồi mai mốt anh chị học ở dưới chân cũng vậy, dưới chân tới thần kinh chày cũng vậy, cấu trúc nó cũng giống vậy. Trong đoạn cơ thì nó phản âm nó có vẻ dày và cũng là dạng tổ ong. Những cái máy mà phân giải không được như máy này á, thì có thể mình nhìn được nguyên một cái khối thôi, chứ không có dạng tổ ong rõ như vậy. Nhưng mà mình phải biết được, mình phải nhận biết được nó, rồi vào cái hình dạng của nó. Còn cắt dọc lại, ví dụ như tôi cắt dọc một phát là thì tôi thấy được cái dây thần kinh nó như thế này. Nếu như mà các anh chị mà cắt xoay chuyển không quen đó, các chị cắt dọc một cái nó chạy mất, thì lại tưởng nó thần kinh là cái này, đúng không? Trong cái hình cắt dọc này mình rất là khó phân biệt, có những cái gân, những cái bao cơ, mình dễ bị nhầm lẫn với dây thần kinh. Đây, thần kinh đây. Cho nên là các chị phải luyện làm sao khi mình thấy nó trên hình cắt ngang, mình có thể chuyển thành hình cắt dọc mà không có mất cái hình đó. Tôi luyện kỹ năng đó. Làm sao mà tôi đặt đầu dò vô đây, tôi biết cái này là thần kinh giữa. Các chị cũng phải mai mốt, các chị sẽ tập để được cái đó. Rồi. Đó là cơ bản của kiểu đó. Thêm chút xíu nữa mình sẽ coi cái mà tôi nói với anh chị, cái phần mềm trên máy này là có cái phần mềm panorama, panoramic đây.
Panoramic này cái máy kia đó là hình như không có, mình có máy này chị luân phiên dùng thử cho biết. Phần mềm này để nối hình, lấy ví dụ như tôi khảo sát một cái cơ đi, cái cơ này, khảo sát cái cơ này từ đây tới đoạn trên nữa, một đầu dò chứa không hết tổn thương, mình muốn kéo dài nó ra thì mình phải có cách, hai cách mình nối hình. Nối hình đó thì mình phải nhớ cái móc ở chỗ này rất là khó nhớ, không có móc nào đặc biệt mình rất là khó nhớ, làm quen thì mình mới biết được, mình dừng lại đúng cái chỗ của nó để mình nối hình đó. Nhưng mà vậy thì nó sẽ không được khách quan, không chính xác, cho nên mình muốn được cái hình dài á thì mình dùng cái panorama này nó sẽ chính xác. Rồi. Cái phần mềm này á nó có đặc điểm như này, để tôi làm thử một cái cho anh chị xem. Star tôi ví dụ thử, trong quá trình mình trượt đó, cái đầu dò tôi trượt không đủ liên tục hoặc là nó thay đổi hướng đột ngột thì cái hình nó tái tạo ra kiểu này rất là sâu, không có nói lên được điều gì hết. Cho nên để dùng phần mềm này thì quá trình trượt của mình phải liên tục, vậy thì tôi phải hảo trước, ví dụ như tôi muốn lấy đoạn này tôi tính trước đoạn này tôi trượt thử, chế ra là tôi trượt thử đầu dò cho nó quen. Rồi bắt đầu làm start. Có thể trượt đi xa hơn tới cỡ nào mình muốn thì toàn bộ cái đó nó sẽ nối thành một hình toàn bộ đó. Nó hay cái nữa là nó biết được cái vùng cong nè, chỗ này đúng rồi, chỗ này nó hơi nhô hơn hai bên nè, thấy nó cong lên không? Thử cái này xem. Dạ, cắt ngang đi. Ví dụ tôi dùng cái đầu dò để làm cắt ngang này. Ngồi như này là hướng cái đầu dò theo, hướng đầu dò theo như xong này, gắt ngang một cái đoạn cong thì nó sẽ làm thành cái cong, nhưng mà nó không có tròn lại giống hình CT được đâu ha, chỉ cong nó cỡ cái mức độ của nó chứ nó không có nối kết lại hết được. Thì như vậy cũng đủ rồi để mình khảo sát được, ví dụ như một chút xương hay là thế nào, xem sâu hơn. Rồi, cho thấy được cái xương này dễ làm móc. Cái này là xương trụ, xương quay đây. Rồi, cũng không thấy nổi, quá sâu, cơ này nhiều, quá sâu nhìn không rõ. Rồi, thấy được cái xương quay đây, xương trụ thì ở đây, đó, nguyên một cái vùng xung quanh đó. Rồi đó là panorama. Rồi thêm cái nữa, trong cái siêu âm cơ xương khớp thì các anh chị cũng dùng ngoài BMOD ra còn Doppler nữa, nhưng mà Doppler nó không có giống như là siêu âm mạch máu chuyên nghiệp, mà là Doppler chủ yếu để anh chị xem tưới máu đó. Chị xem tưới máu thì rất nhiều anh chị cũng đã rành lắm rồi, nhưng mà nhắc chung chung đến một số người chưa có rành. Chủ yếu là tôi dùng cái, tôi nói bữa nay tôi nói về cái Doppler màu thôi. Doppler màu, các anh chị khi mà xài Doppler màu, các anh chị lưu ý một số yếu tố. Thứ nhất là cái kích thước hợp màu. Kích thước hợp màu các anh chị đừng có thói quen này ha. Đừng có thói quen mở hết ra để coi ra mạch máu chỗ nào. Cái này khi nào mà mình cố rà tìm có nguyên cái vùng lớn nó có mạch máu hay không á, mình mới làm vậy. Chứ đa phần để khảo sát mình phải cu chú. Cái hợp màu này nó bằng cỡ với lại cái vùng mình muốn khảo sát thôi. Lớn hơn cái vùng mình muốn khảo sát chút xíu. Không quá nhỏ mà không quá lớn ha. Chị cái thứ hai các chị lưu ý là cái gì? Lưu ý là chị đang thấy hiện tượng gì đây? Aliagin. Aliagin có nghĩa là cái gì? Vượt ngưỡng. Chị phải làm sao? Tăng cái gì? Tăng vận tốc. Tăng vận tốc. Trong này nó có chữ scale đây. Trên máy bên kia nó cũng có hàng chữ ở đây và những cái nút ở đây nè.
khi mình cái ô này cái khung nó đang trên chữ nào thì mình vặn nút đó thì nó tác dụng cái chữ đó. Mấy máy kia anh chị đi. Bây giờ tôi tăng cái scale lên. Rồi. Nhưng mà nếu tăng quá thì nó sẽ sao? Đây. Vậy thì nhiều khi á, cái máy nó đang dạy các anh chị đặt vào cái vùng khớp hoặc là cái u gì đó các anh chị đặt vô anh chị đó. Chị sẽ mô tả lại cái gì? U nó không có mạch máu. Rất là hay bị sai lầm ở chỗ đó. Tại vì một cái tổn thương mà không có mạch máu với tổn thương có mạch máu nó chẩn đoán rất là khó, rất là khác nhau. Ví dụ anh chị thấy một cái u, cái tổn thương mô mềm, u trú mà nó phản ánh kém. Các anh chị mở một màu vô không có mạch máu. Chị đã nghĩ trong đầu nghĩ đó là cái nang rồi. Nhưng mà nếu nó có mạch máu nhiều trong đó thì là cái khối u nó khác, thấy không? Cho nên là cái quyết định đó các anh chị phải điều chỉnh cho đúng. Các anh chị muốn kết luận nó là không có mạch máu, các anh chị phải giảm cái scale tới mức thấp nhất. Cái mức thấp nhất có thể trên cái máy đó. Rồi. Thì nào các anh chị giảm tới hết mức. Rồi thêm một yếu tố nữa là gì? Yếu tố nữa là gì các anh chị? Chiều. Cường độ. Cái gen màu. Ví dụ như trường hợp này. Cho gen nó như thế này. Cũng là không có mạch máu. Vận tốc đã giảm thấp rồi. Nhưng mà do gen màu thấp quá vẫn là không có mạch máu, chị vẫn kết luận không mạch máu vẫn sai. Như vậy thì mình đã giảm cái vận tốc tới mức thấp rồi và mình đã tăng cái gen này tới mức cao nhất có thể mà vẫn không thấy á, mình mới kết luận là không có mạch máu. Trên không có mạch máu tức là không có tín hiệu mạch máu trên cái máy này à, chứ không phải là không mạch máu. Nhiều khi cái máy của anh chị dởm quá không thấy được, qua cái máy nhạy hơn không? Sẽ thấy được. Tức là mình thay không thấy tín hiệu Doppler trong cái u đó trên cái máy này. Nhớ rõ vậy không? Dùng từ chính xác. Và anh chị quả quyết là không mạch máu, ta sẽ ra nó chảy máu, anh chị tính sao? Không? Ví dụ như vậy. Rồi. Giờ thì tăng cái cường độ màu này tới mức cao nhất. Cao nhất là sao? Cao nhất là cao, tăng tới mức nhiễu luôn. Chị thấy nhiễu rồi, chị sẽ bớt lại cho nó vừa hết nhiễu là cái mức. Vì lúc đó là tối ưu nhất. Được chưa? Chứ còn nhiễu vậy nhiều khi anh chị thấy màu tùm lum không biết được đâu là máu đâu là phải máu ha. Rồi tăng tới mức cao nhất tức là thấy nhiễu, xong bớt lại chút xíu, bớt lại từ từ cho tới mức vừa hết nhiễu là nó tối ưu nhất. Vậy thì các chị sẽ quan tâm thứ nhất là cái kích thước hợp màu, thấy không? Thứ hai là vận tốc ngưỡng và thứ ba là cái cường độ màu. Thì còn góc Doppler đằng kia thì đó đã dùng trong cái khảo sát mạch máu là nhiều. Chứ còn không trong khảo sát khối u với lại cái bao khớp có tăng thứ máu không, chủ yếu là ba yếu tố đó nên chị lưu ý chỗ đó. Muốn kết luận là không có mạch máu phải chỉnh tới mức tối ưu nhất của Doppler mới kết luận là không có mạch máu. Còn nếu mà chưa, còn cái chuyện mà thứ máu nhiều ít như thế nào, so sánh lần này lần khác nó phải có thông số gần giống nhau thì mới so sánh được.